Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 2 năm 1993. Chúng ta ở tại sân thượng và chúng ta học có tiếp 50 bài tụng di biểu. Sáng nay chúng ta nghe sơ lược về cái sở. Tại vì tất cả chúng ta đều có cái sở trong người. Và cái sở đó nó âm thầm nó điều khiển cái hành vi của mình, cái tư tưởng của mình và cái ngôn ngữ của mình mà mình không có biết. Con người của chúng ta nó có một cái chiều sâu và nó một cái bề mặt. Và chúng ta hãy tập sống với cái chiều sâu của con người của chúng ta. Chúng ta đừng có nên sống với là cái bề mặt không thôi. Trong đời sống hàng ngày có thể là chúng ta tiếp xử với người, với vật, làm việc mà chúng ta chỉ sử dụng cái bề mặt của chúng ta thôi. Và có khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ là cái bề mặt đó. Kỳ thực là chúng ta sâu hơn nhiều. Và tu học á, là để tập sống cái chiều sâu của mình. Cái bề mặt của chúng ta nó bị cái chiều sâu của chúng ta nó sai sự. Chúng ta phản ứng, chúng ta buồn vui, chúng ta làm cái này, chúng ta làm cái khác, chúng ta nói cái này, chúng ta nói cái khác. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có một cái tự do. Trong khi tiếp xử như vậy, trong khi đối xử như vậy, trong khi nói năng, làm việc, suy nghĩ như vậy. Nhưng kỳ thực là chúng ta bị những cái yếu tố nó nằm ở trong bề sâu của chúng ta nó sai sự. Thành ra có khi chúng ta làm như vậy mà chúng ta không có biết tại sao chúng ta làm như vậy. Chúng ta nghĩ như vậy mà chúng biết tại sao chúng ta nghĩ như vậy. Chúng ta nói như vậy mà không biết chúng ta tại sao chúng ta nói như vậy. Thành ra giữa hai con người của chúng ta, con người sâu với con người cạn, nó có một khoảng cách. Và cái khoảng cách giữa hai con người đó, một con người sâu và con người cạn, nó càng ngày nó càng lớn lên. Rồi thì một ngày mai chúng ta thấy là chúng ta không có thích ứng được vào cuộc đời mà cũng không có thích ứng vào chính ta. Chúng ta trở thành ra một cái người khách lạ của chính chúng ta và chúng ta cũng trở thành một người khách lạ của cuộc đời. Ở Việt Nam người ta nói là có một cái thứ ma gọi là ma hời ban đêm. Mai đó nó bỏ lại một phần nửa của nó nằm ngủ trên giường, còn một cái phần nửa của nó thì đi ăn đêm. Không biết là quý vị có nghe nghe nói như vậy không? Chúng ta cũng làm như vậy mà chúng ta không làm ban đêm, chúng ta làm ban ngày. Ban ngày thì chúng ta để một cái nửa thâm sâu của chúng ta lại, chúng ta chỉ lấy một nửa thôi. Chúng ta đi gặp người này người khác, tiếp sự chuyện này chuyện khác, suy tư, nói năng, phản ứng. Và vì vậy cho nên cái đời sống của chúng ta không có sâu.
Tại chúng ta chỉ sống một nửa thôi, hoặc là ít hơn một nửa. Cho nên tu tập trước hết là phải nối hai phần của con người của chúng ta lại. Mỗi khi mình nói, mình suy nghĩ, mình làm cái gì, mình phải ý thức được là những cái nói năng, những suy nghĩ, những hành động đó nó có những cái gốc rễ nào trong cái phần thâm sâu của mình. Cái phần thâm sâu đó nó dính liền với vũ trụ, nó dính liền với tổ tiên, với ông bà. Có thể là trong giây phút hiện tại mình có cảm tưởng là mình không có buồn, không có sợ, không có giận. Là tại vì cái buồn, cái sợ, cái giận đó nó nằm ở phía dưới và mình chỉ sống bằng cái khúc trên thôi. Thành mình thấy rằng cái giây phút đó mình có buồn, có giận, có sợ. Nhưng mà kỳ thực cái buồn và cái giận đó, cái sợ đó nó có trong người mình và nó đang âm thầm chi phối mình, nó điều khiển mình một cách gián tiếp. Cho nên những cái đó gọi là những cái triền sự samyojana, triền sự, những cái nó cột mình và nó sai sự mình. Thì khi mình tập sống như vậy rồi, mình sẽ cẩn thận hơn, mình sẽ nội hướng hơn, mình sẽ nhìn nhìn vào mình một cách sâu sắc hơn. Tại sao mình nói như vậy? Tại sao mình buồn như vậy? Tại sao mình suy nghĩ như vậy? Và tại vì có những cái hạt giống, tại vì có những cái nội kết, tại vì có những cái tập khí, tập quán ở trong cái phần sâu của con người mình, nó khiến cho mình làm như vậy, nói như vậy và suy nghĩ như vậy. Tu học mà không có làm được chuyện đó thì sẽ không đi tới sự chuyển hóa. Cho nên mình phải vá, phải kết hai cái phần của mình lại. Và mình đừng có sợ hãi trong công việc làm đó. Tại đôi khi mình sợ hãi chính mình không muốn trở về cái phần thâm sâu kia. Tại trong cái phần thâm sâu kia nó có những cái vùng rất là hoang dại mà mình sợ. Rồi một khi mà mình đã thiết lập được quan hệ bình thường giữa hai phần thì lúc đó mình tạo lập được một cái không khí hài hòa. Mình thấy nó lưu thông ở trong huyết quản của mình. Huyết quản này là huyết quản tinh thần. Lúc đó mình sẽ bớt bệnh. Tại vì sự chia cắt con người của mình ra hai phần như vậy, nó tạo ra rất nhiều chứng bệnh. Chúng ta đã từng thấy có những người họ nói cười suốt ngày, giống như là một người rất là vui. Và chúng ta nói, tại sao anh không có ngưng lại một chút để thở? Tại sao chị không có ngưng lại một chút để thở? Tại sao cứ nói cứ cười suốt ngày như vậy? Thì người đó trả lời như thế này: nếu mà tôi ngưng lại thì tôi sẽ chết. Nếu mà tôi ngưng nói cười thì tôi sẽ chết. Là tại vì ở trong con người đó nó có một khoảng trống rất lớn. Và người đó phải tìm cách để mà khỏa lấp cái khoảng trống đó bằng tiếng động, bằng tư tưởng, bằng nói cười. Và nếu không thì trở về cái khoảng trống không đó, người đó chịu không chịu đựng nữa. Mà khoảng trống không đó nó nằm ở cái phần dưới của mình. Người đó chỉ muốn cắt một phần trên và làm cho nó đầy cái phần trên thôi. Cho nên những người đó khi mà trở về với nội tâm họ rất đau khổ.
và họ không muốn trở về. Họ không thích nghe chuông, họ không thích đi thiền hành, họ không thích ngồi thiền. Và tại vì làm những chuyện đó, họ bắt buộc phải trở về với cái phần thâm sâu nhất của họ. Nên đối với một người nói và cười suốt ngày như là một người hoạt động vui vẻ lắm, mình có thể thấy ở trong con người đó có một chứng bệnh phóng thể, tức là mình bị chia cách ra bởi chính mình. Và những người như vậy cần tăng thân, cần sự tu tập để có thể trở về và nối liền hai cái phần của mình lại với nhau. Nếu mà chúng ta nếu chúng ta nghe lời Bụt cho kỹ lưỡng, chúng ta sẽ thấy rằng Bụt dạy chúng ta làm công chuyện đó. Bụt nói rằng các thầy, đây là một gốc cây. Các thầy ngồi xuống đi. Đây là một cái gian phòng vắng. Các thầy ngồi xuống đi. Đây là một con đường thiền hành vắng vẻ. Các thầy đi. Mình đâu có cần nhiều. Mình chỉ cần một gốc cây, một gian phòng trống, một con đường thiền hành vắng vẻ. Để mình trở về với cái phần thâm sâu đó của mình. Chứ còn nếu mà mình cứ sợ và suốt ngày mình muốn chung đụng với đám đông thì tức là mình thường trực đi trốn, không có chịu trở về. Bụt nói trong kinh, đây là một gốc cây, đây là một gian nhà trống, đây là con đường vắng. Các thầy trở về đi, các thầy thực tập đi. Đâu có cần phải chùa to thật lớn mới làm được. Thì cái buồn, cái sợ, cái giận, cái sự lo âu của chúng ta nó nằm sâu ở trong cái phần dưới, phần thâm sâu của chúng ta. Và chúng ta không có muốn tiếp xúc, cho nên chúng ta làm như là những con ma hời. Chúng ta để lại một phần và chúng ta đem một phần trên đi, chúng ta sống đời sống hàng ngày thôi. Và đó không phải là giải pháp, đó là sự trốn chạy. Vì vậy cho nên chúng ta phải làm thế nào để trở về, để nối hai cái phần lại, và đi đâu cũng đem cái phần thâm sâu đi, ngồi đâu cũng đem cái phần thâm sâu đi theo. Một ngày mai chúng ta sẽ thấy có kết quả là khi mà chúng ta nhìn một người khác, nghe người này nói chuyện, thấy người đó suy nghĩ, thấy người đó tiếp sự, mình có thể thấy được con người thâm sâu của người đó. Mà thấy được con người thâm sâu của người đó rồi, mình mới hiểu tại sao người đó nói như vậy, người đó làm như vậy, người đó nghĩ như vậy. Và hiểu như vậy thì mình chấp nhận người đó dễ dàng hơn, mình thương người đó dễ dàng hơn. Còn nếu mình chỉ thấy được người đó với cái phần trên của người đó, phần càng của người đó thôi, thì mình buồn đủ cách, mình giận đủ cách, mình trách đủ cách. Mình không có thấy rằng tất cả những cái mà người đó nói, làm và suy nghĩ đều có gốc rễ sâu xa dưới cái phần dưới, mà người đó đã bị tách rời ra khỏi cái phần dưới của người đó rồi. Trong kinh Bụt có dạy về năm cái điều gọi là ức niệm, giúp cho chúng ta tiếp xúc với cái sợ của chúng ta, cái sợ nằm sâu ở trong tiềm thức của chúng ta. Cố nhiên Bụt dạy chúng ta tiếp xúc với những cái buồn, cái giận, cái lo của chúng ta nữa, nhưng mà năm cái điều ức niệm đó là thuộc về cái sợ, bởi vì Bụt biết rằng cái sợ
là một cái vùng năng lượng rất quan trọng, nó nằm sâu ở trong tiềm thức chúng ta. Dù chúng ta đang nói cười rất thản nhiên, nhưng mà cái sợ nó nằm ở trong đó. Có thể chúng ta nghĩ rằng chúng ta không sợ, nhưng mà thật sự trong cái phần dưới của chúng ta, phần thâm sâu chúng ta có cái sợ, và cái sợ đó có thể rất lớn. Mà nếu chúng ta chỉ thực tập một ít chánh niệm thôi, chúng ta đã có thể cái sợ thấy cái sợ đó nó biểu hiện. Trong đời sống hàng ngày chúng ta thường sợ người khác có một cái hình ảnh xấu về chúng ta. Chúng ta muốn trình bày chúng ta như một hình ảnh không có xấu. Chúng ta thường xuyên sợ người khác có một hình ảnh xấu của chúng ta. Khi mà chúng ta trang điểm, chúng ta mặc áo, là chúng ta bị điều khiển bởi cái sợ đó một cách âm thầm. Khi chúng ta soi gương, chải đầu, mặc áo, đi giày, chúng ta có thể nghĩ rằng những cái việc làm đó nó rất là đơn sơ, ai cũng làm cả, nhưng mà có thể những việc làm đó nó được điều khiển bởi cái sợ ở trong ta, sợ người ta có một hình ảnh xấu về mình, một hình ảnh xấu về cái dáng mình, cái thân mình, và sợ người ta có một hình ảnh xấu về cái nội dung tâm thức của mình. Mình nhất là sợ người ta có một cái nhìn sai về mình tốt như vậy đó, mình hay như vậy đó, mình thương như vậy đó, nhưng mà họ cứ nghĩ rằng là mình xấu, mình ghét, mình nhỏ mọn. Và cái sợ đó mình tưởng là không có, nhưng mà nó có. Mình sợ người ta ghét mình. Ai cũng muốn được thương, không ai muốn bị ghét cả. Và có nhiều khi không có ai ghét mình cả, nhưng mà mình vẫn nghĩ rằng có người ghét mình, là tại vì cái sợ ghét nó nằm ở trong con người của mình. Chúng ta có nhiều cái sợ, và những cái sợ đó có thể có nền tảng, và những cái sợ đó hoặc những cái sợ đó không có nền tảng, và chúng ta tưởng tượng ra chúng ta sợ như vậy. Thành quán chiếu về cái sợ là để thấy rằng cái sợ đó nó có nền tảng hay là không. Rồi tiếp đến là nhìn vào trong cái bản chất nó để coi thử là cái sợ đó được làm ra bởi những cái yếu tố nào. Có khi mình sợ rằng người đó đang thù mình, đang ghét mình, người đó muốn tiêu diệt mình, người đó không muốn thấy mặt mình, người đó muốn loại mình ra khỏi cái cuộc đời của họ, người đó muốn mình đi khỏi chỗ này, không có muốn mình ở đây. Những cái sợ đó nó có thể có mặt ở trong ta. Nếu chúng ta được thương, chúng ta sợ một ngày mai người kia sẽ không có còn thương chúng ta nữa. Người kia nghe những lời gièm pha của người khác, không còn thương chúng ta nữa. Nếu chúng ta không được thương, chúng ta lại sợ rằng mãi mãi chúng ta sẽ không được thương. Nó có nhiều cái sợ. Chúng ta sợ cô đơn. Chúng ta rất sợ cô đơn. Là người lớn tuổi, chúng ta sợ cô đơn đã đành.
là người lớn tuổi chúng ta sợ cô đơn đã đành, nhưng mà còn trẻ chúng ta cũng sợ cô đơn, chúng ta sợ bơ vơ một mình, đừng bỏ em một mình. Rồi chúng ta sợ đói, sợ lạnh, sợ không có chỗ ở, sợ thành cô hồn, đi lang thang, sợ lưu vong. Hạt giống cô hồn nó có ở trong ta. Chúng ta sợ cô hồn, nhưng mà đôi khi chúng ta muốn trở thành cô hồn. Nó có những cái hạt giống nó ngược lại như vậy. Sợ bơ vơ, sợ đi như cô hồn, nhưng mà có khi cũng muốn muốn trở thành cô hồn để đi như vậy cho nó đã. Có thể là cái tình trạng kinh tế nó khó khăn, có những cái recession, có những cái crisis economic ở bên Nga, người ta sợ kinh tế, tình trạng kinh tế. Ở bên tiệp khác, ở bên Ba Lan, người ta sợ tình trạng kinh tế. Nhưng mà ở Pháp, người ta cũng sợ tình trạng kinh tế, ở Anh cũng vậy. Và sợ hãi về tình trạng kinh tế là một cái niềm sợ bây giờ nó có một cách phổ biến. Nước nào cũng có sợ. Sợ rằng mình không bao giờ đi kiếm được việc làm. Sợ rằng cái việc làm mình đang có đây ngày mai mình sẽ đánh mất. Sợ đói, sợ lạnh, sợ không có chỗ ở. Sợ bệnh. Sợ bệnh tinh thần. Sợ bệnh AIDS, bệnh cancer. Sợ cảm, sợ cúm, sợ đủ các thứ bệnh. Nhất là sợ mình bị bệnh khi mình về già, không có ai chăm sóc mình. Bây giờ mình còn trẻ, mình có thể có người săn sóc cho mình, tại vì mình có thể săn sóc cho họ. Nhưng mà đến khi mình về già rồi, mình không có giúp ích được cho ai, thì ai mà giúp cho mình? Sợ những cái như vậy. Sợ khi mình già rồi thì không có chỗ nương tựa, không có người thương. Sợ mất cái người thương. Sợ mất chỗ nương tựa. Khi mình già rồi thì mình xấu, mình bất lực. Mình phải nhờ vả những người khác. Mình đã tự quen lo cho bản thân mình rồi, không cần ai hết. Nhưng mà mình đâu có trẻ được hoài. Và vì vậy cho nên tuy rằng bây giờ mình giỏi, nhưng mà mai mốt mình già sao? Mình già mình không giúp được cho người ta, người ta hất hủi mình. Mình sợ vô thường. Mình có cảm giác là không an ninh. Tuy rằng bây giờ cái gì cũng có vẻ như là suôn chảy, nhưng mà biết đâu ngày mai nó xảy ra một cái chuyện gì đó bất ngờ, rồi những cái điều kiện mà mình có hôm nay ngày mai sẽ không còn nữa. Mình sợ chết, tại vì sợ chết là một cái hạt nội kết rất lớn ở trong lòng mọi người. Dù mình không có rõ chết là sao, và mình sợ mình phải buông bỏ, phải xa lìa những cái gì mà
những cái người mà mình thương mến hôm nay, và những cái gì mình trìu mến, mình ưa thích hôm nay. Hôm nay thế nào mình cũng đang bám víu vào một vài cái. Và nếu mà mình đứng vững được là nhờ mình bám víu vào một vài cái đó. Nhưng mà ngày mai thì sao? Ngày mai có thể là mình mất những cái đó. Và rốt cuộc là mình sợ cô đơn, là mình sẽ hai bàn tay trắng. Đứng về phương diện vật chất thì nó không quan trọng lắm, mình nghĩ, nhưng mà đứng về phương diện tinh thần mà có hai bàn tay trắng, không có ai để ý tới mình, không có ai lo cho mình, không có ai thương mình, mình không có đem theo một cái gì đi được, là mình sẽ bơ vơ vô cùng. Chiến tranh cũng là một cái đối tượng của sự sợ hãi, và nhiều người trong chúng ta đang đau khổ vì chiến tranh. Chiến tranh trong quá khứ làm cho mình đau khổ đã đành rồi, nhưng mà chiến tranh trong hiện tại, chúng ta nhiều người đã làm thân tị nạn, nhưng mà đâu có biết rằng mai mốt chúng ta sẽ làm thân tị nạn nữa. Tại vì trong thế giới hiện nay có rất nhiều người tị nạn. Nói tóm lại là cái năng lượng của cái sợ nó có rất nhiều trong ta. Nhưng mà tại vì cái năng lượng đó nó không làm cho ta an lạc, cho nên chúng ta trốn tránh, chúng ta không có muốn tiếp xúc với cái năng lượng đó. Những năng lượng đó nó nằm ở phần dưới của con người chúng ta. Vì vậy cho nên Bụt mới dạy chúng ta thực tập năm cái điều ức niệm để chúng ta trở về, chúng ta làm quen với những cái sợ đó, làm quen rồi quán chiếu nó. Thì Bụt không có nói tất cả mọi cái chi tiết của cái sợ, nhưng mà Bụt có nói năm cái. Và là người xuất gia thì mỗi ngày phải trở về với cái phần thâm sâu của chúng ta và chào chào đón cái sợ của mình. Thứ nhất là tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh được cái sự thật là tôi phải già. I am of the nature to grow old. I cannot escape old age. Đó là một sự thật không có dễ chịu, nhưng mà mình phải tiếp xúc. Vậy thì mình 20 tuổi hay là 40 tuổi, mình cũng phải tiếp xúc với sự thật đó. Tại vì 20 tuổi hay 40 tuổi, mình đều có cái sợ đó trong con người. Và mình không có nên chạy trốn cái sợ đó. Chạy trốn là một cái giải pháp mà người ta đều áp dụng cả. Và chính vì chạy trốn cái sợ và chạy trốn những cái khác nữa, cho nên chúng ta đi lang thang, chúng ta trở thành ma hời. Vì vậy cho nên không có nên chạy trốn. Bụt đã cho chúng ta những cái giải pháp. Và phải thấy rằng là ngày mai mình sẽ già, chấp nhận sự thật đó. Và khi mà chúng ta tiếp xúc với cái sợ già của chúng ta, thì chúng ta có cơ hội để quán chiếu về nó, để nhìn vào trong tự thân của nó, để thấy được cái bản chất của nó, để cười với nó. Và trong khi chúng ta làm như vậy thì cái năng lượng của cái sợ nó sẽ giảm đi, nó sẽ biến chất. Quán về cái già của chính bản thân mình và của những người khác nó rất quan trọng. Nó làm cho mình được thảnh thơi, được giải thoát. Mình học chấp nhận từ từ. Thành ra chúng ta phải học già, học để có thể già một cách rất là vui vẻ, rất là nhẹ nhàng.
nghệ thuật làm ông nội, nghệ thuật làm bà ngoại, những cái điều đó chúng ta phải học. Tại vì một ông nội, một bà ngoại có thể là có nhiều hạnh phúc hơn những người còn trẻ. Có những người họ lớn tuổi rồi họ mới học được cách sống hạnh phúc. Trong tuổi thanh xuân của họ, họ đau khổ, họ chạy. Họ chạy như là một con thoi và họ không có nếm được cái hạnh phúc. Tuổi già mà êm ả, à, có trí tuệ, có hạnh phúc. Và nếu mà thực tập thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sợ nó không có đè bẹp chúng ta nữa. Cái thứ hai là tôi thế nào cũng phải bệnh. Tôi không thể nào tránh thoát bệnh. I am of the nature to be sick. I cannot escape sickness. Thì là có thân thì phải có bệnh. Nhưng mà bệnh gì thì mình không biết. Mình chỉ biết một cái là nếu mình sống đàng hoàng thì mình sẽ ít bệnh hơn. Người ta đều có bệnh hết. Và khi về già, người ta có những cái yếu ớt, những cái bệnh bệnh già thì mình cũng vậy. Tại sao mình phải quá lo? Và nếu mình tu tập á, thì khi những cái bệnh đó tới, mình có khả năng đối phó hơn. Và có những người chết rất là thanh thản, có những người chết rất là đau khổ. Và sự khác biệt là chỗ là chúng ta không có học và tập. Chúng ta học già được thì chúng ta học bệnh được. Cũng một cơn bệnh nhưng mà người đi qua thì rất đau khổ, mà người đi qua thì là không đau khổ lắm. Nó tùy thuộc ở cái khả năng, ở cái cách thức của chúng ta đi ngang qua cơn bệnh đó mà thôi. Thứ ba, tôi thế nào cũng phải chết. Tôi không thể nào tránh được cái chết. I am of the nature to die. I cannot escape die. Tự quán là một phương pháp thiền tập rất là quan trọng. Tập chết. Mình đừng có đợi chết rồi mới chết. Chúng ta hãy tập chết trong từng giây phút. Và càng tập chết chừng nào thì ta càng sống ra tươi mát từng đó. Rất là lạ kỳ. Nhưng mà nếu mà chúng ta không chết thì chúng ta không sống được. Chúng ta phải tập chết hàng ngày. Và chính nhờ cái tập chết đó, trước hết là ý thức về cái chết của mình, mà chúng ta sống thực sự. Và tới một ngày kia, chúng ta sẽ thấy rằng cái chết cũng không có gì là ghê gớm lắm. Nó chỉ là một cái cửa ngõ thôi. Và cái chết không có động được tới mình. Mình không có sợ hãi cái chết quá, mình không có sợ hãi gì hết khi mà mình có được cái tuệ giác về bất sinh bất diệt. Nhưng mà ban đầu thì phải chấp nhận nó. Mà cái chết trước hết là ý niệm của chúng ta về cái chết, cũng như cái già và cái bệnh, trước hết là những ý niệm của chúng ta về cái già và cái bệnh, và chính những ý niệm đó nó giết ta, chứ không phải là cái già cái bệnh thì cái chết nó giết ta. Có những cái chết êm như mơ, rất dễ chịu, rất giải thoát. Nhưng mà chúng ta đã sợ nó trong vòng 6-70 năm một cách rất là vô ích. Thứ tư, tất cả những người tôi thương mến hôm nay, tất cả những gì tôi trân quý hôm nay, một ngày mai tôi sẽ phải buông bỏ hết. Đây là điều thứ tư buộc dạy ta quán chiếu. Đây là cái sợ cô đơn. Cái này không hẳn là sợ mất nhà, mất xe, mất tủ lạnh, mất người làm, mất vợ, mất con, mất anh, mất em, mà là cái sợ cô đơn.
chúng ta đi một mình, hoàn toàn cô đơn. Không có một thước, thước đất, mà không có một cái dụng cụ tối thiểu để bảo vệ. Không có một cái dụng cụ tối thiểu để che chở, không có ai đi theo hết. Dầu là người thương nhất, người đã nguyện cùng ta đồng sanh cộng tử, đầu bạc răng long, không có ai có thể đi theo ta hết. Tức là phải nhìn, phải nhận diện cái sợ đó, cái sợ cô đơn tuyệt đối. Mà cô đơn tuyệt đối trước hết là một ý niệm, mà ý niệm đó nó đè bẹp ta, nó làm chúng ta hoảng lên. Mỗi khi động tới cái ý niệm đó là chúng ta đau khổ vô cùng. Nhưng mà nếu chúng ta không động tới nó, không quán chiếu nó, thì chúng ta đâu biết rằng nó trước hết là một cái ý niệm, và chúng ta chết với ý niệm đó. Và vì vậy cho nên chúng ta phải học cô đơn, phải tập cô đơn, phải học cô đơn ngay bây giờ. Phải thấy rõ ràng là những cái mà chúng ta phụ thuộc vào đó, những cái mà mình tưởng là nó làm cho mình bớt sự cô đơn đó, là những cái tạo tác của tâm thức thôi. Và vì vậy cho nên học, học cô đơn cũng như là học bệnh, học già, học chết là một cái thực tập hàng ngày. Chúng ta phải bước những bước chân như thế nào để chúng ta có thể sống với cô đơn của chúng ta được, và chúng ta biến cái cô đơn đó thành ra tự do, thành ra giải thoát thì mới được. Có thể là cái mà chúng ta nghĩ rằng cô đơn đó nó là cái tự do của chúng ta, nó là sự giải thoát của chúng ta, nhưng mà chúng ta sợ nó vô cùng. Thứ năm, tôi sẽ ra đi một mình và chỉ có hành động của tôi đi theo tôi thôi. Ngày mai tôi sẽ ra đi một mình và chỉ có hành động của tôi là đi theo tôi thôi. Hành động là karma. Tôi là người thừa tự của hành động tôi. Của hành động tôi là người thừa tự duy nhất. Và vì vậy cho nên tôi gánh chịu tất cả những hành động của tôi. Và buộc dạy chúng ta quán chiếu, buộc dạy chúng ta rằng trong cái điều quán chiếu cuối cùng này là mình là người hưởng gia tài của chính mình. Gia tài này tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Và một cách gián tiếp buộc dạy rằng cái ý niệm về cô đơn, cái ý niệm về sợ hãi chúng ta phải quán chiếu để thấy rằng là chúng ta luôn luôn có cái nghiệp quả của chúng ta đi theo chúng ta. Nghiệp quả này có thể là tiêu cực, có thể là tích cực. Và cái điều quán chiếu thứ năm này nó mở cho chúng ta một cái lối thoát, là nếu chúng ta sống có chánh niệm, nếu chúng ta tạo ra những cái nghiệp nhân tốt, thì chúng ta luôn luôn được nâng đỡ bởi nghiệp nhân tốt của chúng ta ngay trong hiện tại và bất cứ một thời điểm nào, ở bất cứ một thời điểm nào trong tương lai, cả cái khi chúng ta lìa đời, thì tất cả những cái đó vẫn đi theo để chống đỡ chúng ta. Vì vậy chúng ta có một cái quyền hạn nào đó
về hiện tại và về tương lai của chúng ta, mà chúng ta phải biết sử dụng. Chứ không phải năm cái điều ước niệm đó là năm cái điều học tập để chấp nhận mà thôi. Năm cái điều đó là năm điều quán chiếu để phá vỡ những cái gông cùm của ý niệm, của sợ hãi, và đồng thời giúp cho chúng ta tạo ra những cái cơ sở rất vững chãi cho chúng ta trong hiện tại và trong tương lai. Những cơ sở đó làm cho chúng ta, giúp cho chúng ta không còn sợ hãi nữa. Trong tâm lý học Tây Phương á, thì người ta nói đến cái sợ như là một cái xúc cảm mạnh, một cái emotion. Và người ta nói rằng khi mà mình có chuẩn bị thì mình sẽ không có bị cái xúc cảm mạnh đó nó đè bẹp, nó lôi kéo. Khi mà chúng ta biết rằng ngoài trời rất lạnh và chúng ta chuẩn bị trước á, thì khi mở cửa ra chúng ta không có ngạc nhiên và chúng ta ít bị cảm. Nhưng mà nếu chúng ta không biết rằng ngoài trời lạnh mà chúng ta ra mà nó lạnh cách đột ngột như vậy thì chúng ta có thể bị ngạc nhiên, chúng ta có thể bị cảm rất dễ dàng. Cái sự khác nhau là chỗ chúng ta có chuẩn bị hay không. Khi một người đi săn gấu đi vào rừng thì người đó chuẩn bị gặp những con gấu. Khi một người đi săn gấu ở trong rừng thì người đó chuẩn bị gặp những con gấu. Khi một người đi săn cọp ở trong rừng thì chuẩn bị gặp những con cọp. Và vì vậy cho nên khi mà họ gặp gấu và gặp cọp, họ không có sợ như là chúng ta những người đi chơi trong rừng. Chúng ta đi chơi trong rừng tự nhiên gặp con gấu và chúng ta sợ hãi quá là tại vì chúng ta không có chuẩn bị. Có thể là người thợ săn cũng hơi sợ. Sợ gì? Sợ mình bắn không trúng. Nhưng tương đối cái sợ của người thợ săn nó không có lớn bằng cái sợ của người không phải thợ săn. Tại vì chúng ta không có chờ đợi có con cọp, không có chuẩn bị tinh thần để gặp cọp hay là gặp gấu. Cho nên khi mà chúng ta gặp thì chúng ta hoảng hồn lên, chúng ta sợ. Vì vậy cho nên chuẩn bị tâm lý rất là quan trọng. Vô thường quán là một pháp quán cho chúng ta thấy rằng cái gì cũng có thể xảy ra hết. Tại vì chúng ta sống mà chúng ta nghĩ rằng tai nạn xe hơi và bệnh căng xe nó chỉ xảy ra cho người khác thôi. Nó không có thể nào xảy ra cho mình được. Chúng ta nghĩ như vậy. Và khi mà nó xảy ra cho mình thì nó đâu được, đâu phải. Mình không có chấp nhận được sự thật. Nhưng mà sự thật là những cái đó có thể xảy ra cho bất cứ ai trong chúng ta. Thì khi mà chúng ta, trước hết là chúng ta khi mà thực tập vô thường quán thì chúng ta thấy rằng cái tai nạn kia nó có thể xảy ra cho mình nữa. Và ban đầu thì mình có cảm tưởng là mình sống trong một thế giới đầy những cái bất trắc. Người thương mình hôm nay có thể ngày mai không thương nữa.
cái công ăn việc làm ngày hôm nay ngày mai có thể không còn nữa. Cái sức khỏe của mình hôm nay có thể ngày mai không còn nữa. Chúng ta ban đầu chúng ta có cảm tưởng, cảm giác là bất thật, feeling of insecurity. Nhưng mà sự thật á, tiếp xúc với sự thật nó đem tới nhiều lợi lạc. Chúng ta sống sâu sắc những cái giây phút trong hiện tại. Trước hết á, cái cảm tưởng là sống trong cái sự bất trắc á, làm cho chúng ta cảm thấy không có thoải mái. Khi mà thi sĩ Victor Hugo mất đứa con gái lớn, như cô ta tên là Leopoldine, thì là ông đau khổ lắm. Ông rút lui về miền quê ở Villequier, và ông không có thấy trời thấy đất gì nữa hết, và ông tự giam mình trong cái đau khổ của ông. Và trong bài thơ ông viết tại Villequier, trong thâm tâm ông thì ông rất muốn oán trách Thượng Đế. Ông nói tại sao một cô con gái tươi mát như vậy, mạnh khỏe như vậy, mỹ miều như vậy mà lại có thể chết được. Và ông thấy được, ông tiếp xúc được với cái sự thật vô thường. Nhưng mà ông là người Cơ Đốc giáo, thành ra ông tìm sự an ủi trong Cơ Đốc giáo. Ông nói rằng lạy lạy Chúa. Con trở về với Chúa. Con biết rằng con người là phải tin vào Chúa. Con đem về trả lại cho Chúa những cái mảnh tim rạn nứt của con mà chính Chúa đã chà đạp lên. Je vous porte apaiser ces morceaux de cœur pleins de votre gloire que vous avez brisé. Con biết rằng Chúa sắp đặt mọi cái. Con biết rằng Chúa là nhân từ, là bác ái. Nhưng mà chúng con, người trần mắt thịt, không thể biết được. Không thể nào biết được. Cái hành động của Chúa. Dự án của Chúa. Thế là chúng con có cảm tưởng là đi trong ban đêm, không có biết được gì cả. Je viens à vous, Seigneur, confessant que vous êtes bon, clément, indulgent et doux au Dieu vivant. Je confesse que vous seul savez ce que vous faites et que l'homme n'est rien qu'un jonc qui tremble au vent. Con biết rằng chỉ có Chúa mới biết được cái gì Chúa đang làm thôi. Và loài người chẳng qua chỉ là những cái cây sậy mà hễ khi gió thổi qua là nó rung rung lên, không có giá trị gì hết. Con người chẳng qua là cây sậy rất là yếu đuối, và bất cứ một cái cơn gió nào đi ngang qua cũng là rung rẩy, không có giá trị gì cả. Nous ne voyons jamais qu'un seul côté des choses, l'autre plonge dans la nuit, dans un mystère effrayant. L'homme subit le jour sans connaître les causes.
to skin war a cool initial effigy. Loài người chúng con chỉ có thấy được một đầu của sự vật thôi. Còn cái đầu kia của sự vật á, nó chìm đắm trong một màn đêm tối tăm và khủng khiếp. Chúng con không có biết được cái gì nó xảy ra. Con người gánh chịu những cái thảm họa mà không biết được cái nguyên do của nó. Tất cả những cái gì con người tiếp xúc và thấy đều ngắn ngủi, đều vô thường, đều mong manh. Nói như vậy tức là thi sĩ Victor Hugo không phải là người đạo buộc, nhưng mà đã tiếp xúc được với cái sự thật vô thường, và trong đó nó có cái ý niệm phản kháng. Chúa biết hết, mình không có biết gì cả, mình chỉ biết được một chút ở trên ngọn thôi, còn bao nhiêu cái còn lại nó nằm ở trong một cái màn bí mật mà chỉ có một mình Chúa biết thôi. Thì trong cái thái độ của người Cơ Đốc á, là trong đau khổ là mình phải tin vào Chúa, mình biết rằng, mình nghĩ rằng Chúa sắp đặt tất cả mà mình phải vâng lời thôi, mình gà ráng chịu thôi. Mình chỉ tin tưởng rằng Chúa biết những cái điều Chúa làm, tại sao, tại vì cái lý do nào đó mà Chúa bắt con gái mình phải chết như vậy thôi. Mình phải tin rằng Chúa nhân từ, Chúa bác ái, Chúa thương mình. Nhưng mà tại vì lý do gì đó tốt cho mình mà Chúa làm như vậy. Đó là đức tin. Nhưng mà khi mà chúng ta đi đi sang qua đạo Buộc thì chúng ta thấy cái cách nhìn nó khác. Chúng ta thấy rằng là đạo Buộc giúp cho chúng ta tiếp xúc được với cái thực tại vô thường. Và dầu cái vô thường tính đó nó có thể đem lại cho chúng ta những khổ đau, những lo ngại, nhưng mà đạo Buộc nói rằng chúng ta phải tiếp xúc sự thật, chúng ta phải tiếp xúc với sự thật, can đảm. Cái bệnh SIDA đó, cái bệnh cancer đó, cái tai nạn rơi đó có thể xảy ra cho chúng ta, chứ không phải là chỉ xảy ra cho những người xung quanh thôi. Thì khi mà chúng ta tiếp nhận cái sự thật đó rồi, đầy đủ rồi, chúng ta sẽ mở ra một cái chân trời mới. Chúng ta sẽ sống một cách tỉnh giác. Chúng ta không coi thường mỗi cái ngày của chúng ta nữa. Mỗi ngày cho chúng ta 24 giờ trở thành một viên ngọc quý. Và chúng ta nguyện sống 24 giờ đó một cách rất là sâu sắc. Mỗi ngày là một tặng phẩm của đất trời. Và mỗi bước chân của chúng ta sẽ bước một cách thảnh thơi, tại vì chúng ta không có biết rằng chúng ta sẽ chắc chắn có một ngày hôm sau nữa. Vì vậy cho nên cái tiếp xúc với vô thường trước hết nó làm chúng ta mất cái sự an ninh, cái cảm giác an ninh. Mà cảm giác an ninh đó là một cảm giác giả tạo. Chúng ta tin vào sự vật là thường, cho nên cái cảm giác an ninh nó được căn cứ trên cái ý niệm về thường đó, mà đó là vô minh. Bây giờ đây chúng ta thấy được vạn vật vô thường, chúng ta mất đi cái cảm tưởng an ninh đó, nhưng mà chúng ta học được cái khác, là chúng ta học sống với sự thật, và chúng ta biết tiếp xúc một cách sâu sắc cái sự sống trong giờ phút hiện tại. Và có thể là trong một ngày, trong vòng một ngày thôi, tiếp xúc với vô thường và sống sâu sắc với là sự sống trong ngày đó, và chúng ta có thể sống nhiều hơn 100 năm trong cái sự vô minh, trong cái cảm tưởng có an ninh. Chúng ta sống với cái ảo tưởng an ninh cho đến khi chúng ta có một tai nạn, người thương của chúng ta chết hay chính chúng ta chết. Rồi chúng ta thấy rằng cái cảm giác an ninh đó nó đã kéo dài 10 năm hay 20 năm, nhưng mà chúng ta không có thực sự sống, tại vì đó là một cái ảo giác. Chúng ta đã để cho thời gian đi qua một cách rất là mau chóng, rất là oan uổng. Chúng ta đã đạp phá, đã dẫm nát lên trên cái đời của chúng ta, và chúng ta nghĩ rằng
sự vật là thường. Cho nên 20 năm qua nó đi như là một giấc mộng. Bây giờ tiếp xúc tới vô thường, chúng ta mất cái cảm giác an ninh đó. Nhưng mà cái mất đó là tốt, là tại vì an ninh đó là một an ninh giả tạo. Chúng ta ngồi trên một trái bom nổ chậm mà chúng ta không biết. Bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta đang ngồi trên một chiếc bom nổ chậm, chúng ta đứng dậy. Và chúng ta biết rằng cái giờ phút hiện tại là quan trọng. Chúng ta được tặng một ngày 24 giờ với nắng, với trời, với mây, với bạn, với thầy. Thì trên cái ý thức về vô thường đó, chúng ta sống xứng đáng, chúng ta sống sâu sắc 24 giờ đồng hồ đó. Và chỉ có cái cách thức đó, chỉ có cách sống đó, chỉ có cái thái độ đó mới trả lời được với vô thường thôi. Chỉ có cái cách thức sống đó mới trả lời được cho cái cảm tưởng bất trắc mà thôi. Nếu người ta hỏi các vị theo đạo Bụt, thực tập theo đạo Bụt, thì quý vị tiếp xử, quý vị đối xử với cái sự bất trắc như thế nào, thì chúng ta trả lời rằng là chúng tôi đối xử bằng cách sống cho thật sâu sắc những giây phút của đời sống chúng tôi. Và nếu mà tôi sống được như vậy, tôi chăm sóc người tôi thương trong ngày hôm nay, thì nếu mà ngày mai người tôi thương mất đi, thì tôi sẽ không hối hận. Còn nếu không, tôi sẽ hối hận suốt đời. Là tại vì tôi có cảm ảo tưởng về thương, cho nên tôi tưởng rằng người thương của tôi sẽ còn đó suốt đời. Cho nên tôi không có thèm chăm sóc. Tôi nói khi nào chăm cũng được, và tôi chưa bao giờ chăm sóc đàng hoàng cả. Nhưng mà nếu tôi có ý thức về vô thường, thì tôi sẽ không có đợi tới ngày mai. Tôi sẽ nói, tôi sẽ làm, tôi sẽ suy nghĩ, tôi sẽ chăm sóc, tôi sẽ làm cho người đó có hạnh phúc ngày hôm nay. Và đó là cái lời dạy của đạo Bụt trước cái vấn đề bất trắc, trước cái vấn đề insecurity. Không phải là để lo lắng, mà để sống cho thật đàng hoàng ở giây phút hiện tại. Và nếu tôi đã sống được như vậy, và tôi đã giúp anh sống được như vậy trong ngày hiện tại, là tôi đã làm cái tối đa của tôi rồi. Và tôi sẽ không còn gì để hối tiếc nếu cái vô thường nó sẽ đến. Đó là cái tuệ giác của đạo Bụt. Chứ không phải là tiếp xúc với vô thường chỉ để có sợ hãi và bất an. Cái sợ hãi đó, sợ bất an đó có thể có lúc đầu để đánh tan đi cái ảo giác về thường và về ngã. Nó làm cho sự sống không có mặt. Bây giờ đây, cái sự tiếp xúc với vô thường, vô ngã, nó giúp cho chúng ta tiếp xúc thực tế, sâu sắc với sự sống và làm cho sự sống có mặt. Thì bây giờ để đối phó với những cái sợ, những cái vùng năng lượng sợ hãi mà nó có trong ta, thì đạo Bụt đã có những cái giải đáp rất là rõ rệt. Trước hết đó, là giới. Giới là gì? Giới là sống cho chánh niệm. Tại vì giới luật đó, là hoa trái của chánh niệm. Giữ gìn cho tôi, giữ gìn cho anh. Chúng ta thực tập giới trong khi ăn, trong khi uống, trong khi nằm, trong khi ngồi, trong khi nói chuyện, trong khi tiếp xử. Tức là chúng ta thực tập chánh niệm. Giới nghĩa là không làm ra, không nói ra, không nghĩ ra những cái điều mà nó có thể gây đau khổ cho ta và cho người khác trong hiện tại, trong tương lai. Giới là như vậy. Chứ giới không phải là một số những cái sự cấm kỵ. Giới là một trong tam học, là tăng thượng giới học. Tức là chúng ta phải sống từng giây phút với giới. Tôi sống như thế nào mà có tỉnh thức trong giây phút này? Tôi giữ gìn cho tôi và tôi giữ gìn cho anh. Có được sự sống, có được hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Thì cái đó nó nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Không có thể nói rằng chúng ta bất lực trước cái vô thường. Mà chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta
thực tập giới cho đàng hoàng trong giây phút hiện tại, thì chúng ta không có gì đáng lo sợ. Trước mặt vô thường, chúng ta có thể cười được. Chúng ta nói ta đã làm cái tối đa mà ta có thể làm. Vô thường, tăng thượng giới học, tức là chúng ta sống không có buông thả. Giới nó chứng tỏ rằng chúng ta nắm được cái tình trạng, nắm được cái chủ quyền, nắm được cái tình trạng. Chúng ta không có trốn chạy. Giới nó có nghĩa là chúng ta sống hai phần của con người của chúng ta cùng một lần. Chúng ta biết rằng sống theo giới luật là giữ gìn cho ta. Không phải là giữ gìn một phần trên mà thôi, giữ gìn luôn cả phần dưới. Không phải giữ gìn cho riêng ta mà cho các bạn ta. Thành ra mỗi lời nói của tôi, mỗi ý tưởng của tôi, mỗi cái hành động của tôi, nó có cách bảo vệ tôi và bảo vệ anh trong hiện tại cũng như trong tương lai. Cái đó gọi là giới. Và sự ngược lại của giới là sống buông thả, không trách nhiệm, nói những điều không trách nhiệm, làm những điều không có trách nhiệm, nghĩ những điều không có trách nhiệm. Mà trong giới thì nó có định, tại vì giới nó luôn luôn nó đi đưa tới định. Mình không có giữ giới được nếu mình không có định. Vì vậy cho nên tăng thượng định học là một cái khía cạnh của sự thực tập. Định nghĩa là mình an trú trong chánh niệm. Mình đừng có buông thả, mình đừng có đánh mất mình. Mình đừng có làm một con ma, bỏ một cái phần dưới mà bay đi lên để kiếm những cái, để kiếm chác những cái âm thanh, những cái hình ảnh, những cái tiếng cười mà khỏa lấp cái sự trống không to lớn ở trong con người của mình. Tại vì trong đời sống hàng ngày, nếu chúng ta đánh mất mình thì chúng ta chỉ sống được với cái phần trên của mình mà thôi, cái phần ma đó thôi. Và chúng ta hoàn toàn là nạn nhân của những cái kết sự của chúng ta. Cho nên khi mình đi thì mình phải thật sự đi. Khi mình ngồi là mình phải thật sự ngồi. Khi mình đứng mình phải thật sự đứng. Khi mình nói là mình phải có mặt đó. Mình nói với tất cả con người của mình, chứ đừng có nói với cái phần trên của mình mà thôi. Và thứ ba là tăng thượng tuệ học. Có giới tức là có định, mà có giới có định tức là có tuệ. Tại vì khi mà chúng ta sống không buông thả, chúng ta không có đánh mất mình, chúng ta là chúng ta là con người trọn vẹn của chúng ta, hai phần góp lại một, thì tự nhiên cái định đó, cái giới đó, nó đưa chúng ta tới một cái nhìn, một cái thấy nó sâu sắc hơn về chính chúng ta. Tuệ tức là cái thấy. Cái thấy về vô thường, cái thấy về vô ngã, cái thấy về duyên sinh. Khi mà chúng ta thấy được cái thực tại khi chúng ta có thể nhìn vào ở trong cái sở của chúng ta sẽ khám phá ra rằng cái sở của chúng ta nó được làm bằng chất vô minh. Và
chúng ta thấy được những cái chất liệu của cái sợ đó, cái bản chất của cái sợ đó, và chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái sợ đó. Chúng ta hãy lấy một cái ví dụ là một cặp vợ chồng kia không có hạnh phúc với nhau. Người chồng thường xuyên làm khổ người vợ, hoặc là người vợ thường xuyên làm khổ người chồng, hoặc là hai người thường xuyên làm khổ nhau. Nhiều khi cái tư tưởng ly dị nó xảy ra cho người vợ hay là cho người chồng. Mà tại sao tới với nhau mình tạo địa ngục, mà tại sao mình không có ly dị đi, mình thay đổi đi, thay đổi sự sống đi? Tại vì đời sống mỗi ngày quả thật là địa ngục. Nhưng mà cả hai người đều có cái thói quen, có cái tập khí là sống với nhau rồi. Và cái nếp sống nó đã đóng thành một cái nếp, một cái mốc rồi. Nó lên mốc, lên men, lên meo rồi. Và người ta sợ sự thay đổi. Dầu là một sự thay đổi, nó đem tới tự do cho mình. Chúng ta thấy có nhiều người đàn bà rất muốn ly dị chồng, nhưng mà rất sợ, sợ cô đơn. Và trong khi đó thì chịu đựng hết tất cả những cái tủi nhục, những cái khổ đau trong ngày. Mà người đàn bà đó không có khả năng tiếp nhận được tự do, hưởng được tự do. Là tại vì đã quen sống trong một cái mẫu mực nào đó, trong cái môi trường nào đó, đã quen dựa vào những cái đó. Và vì vậy cho nên đôi khi mình thoáng thấy được cái chân trời tự do, thoáng thấy cái chân trời hạnh phúc, nhưng mình không có can đảm, mình không có can đảm để mà lìa bỏ cái đó. Tại nó đã thành, làm thành cái nếp rồi, cái đường lối rồi. Chúng ta hãy nhìn lại chúng ta không phải cặp vợ chồng đó, nhưng mà chúng ta có những cái nếp có sẵn trong óc chúng ta, trong con người của chúng ta. Chúng ta có những cái quan niệm về hạnh phúc. Chúng ta có những cái quan niệm về an ninh rất là xưa, rất là cũ, rất là xấu, rất là sai lầm. Và chúng ta bám vào những quan niệm đó và chúng ta sống. Chúng ta không có khả năng rửa sạch những cái lề lối suy nghĩ đó, lề lối quan niệm đó, để chúng ta có thể tiếp xúc với cái hạnh phúc, với cái tự do thật sự. Chúng ta đang thực sự khổ, nhưng mà chúng ta bị dính vào cái khổ đó. Chúng ta sợ chúng ta bỏ cái khổ đó, chúng ta sẽ khổ thêm. Đó là cái nền tảng cho sự vô ý của tôi. Nhưng mà tôi cũng biết rằng, dù tôi có nghề bác sĩ, dù tôi có nghề giáo sư, nhưng mà tôi có thể bị thất nghiệp như thường, không có ai thuê. Thành ra cái nền tảng đó nó chưa hẳn là nền tảng của vô ý. Nó có thể cho mình một cái cảm tưởng là mình có an ninh, nhưng mà có thể là nó có đủ để làm cho mình có an ninh. Nhưng cái mà chúng ta gọi là nghiệp thì nó cũng chạy hơn nhiều. Khi mà chúng ta có từ và có bi ở trong ta thì ta được bảo vệ một cách rất là cụ thể. Từ và bi trong ta nó bảo vệ ta, và chúng ta được bảo vệ bởi cái chánh báo, tức là sắc thọ tưởng hành thức của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ được bảo vệ bằng cái y báo của chúng ta nữa.
Chúng ta hãy nói tới tăng thân, ví dụ là tăng thân. Nếu cho chúng ta thực tập từ và bi trong tăng thân, thì tăng thân trở thành ra một cái nền tảng để bao bọc chúng ta. Cố nhiên là chúng ta cần có sự nương tựa. Chúng ta có thể nương tựa vào gia đình, chúng ta có thể nương tựa vào cái tài năng của chúng ta, cái chức nghiệp của chúng ta, cái sự thông minh của chúng ta, những cái bằng cấp của chúng ta. Nhưng mà tất cả những cái đó đều có thể vô thường. Có một cái nó không vô thường là cái sự thực tập gieo đắc những cái thiện nghiệp ở trong con người ta và xung quanh ta. Thì nếu mà chúng ta làm được cái điều đó ngày hôm nay, ngày mai, đó là chúng ta đã cung cấp cho chúng ta cái nền tảng của sự vô vi. Thành ra bất cứ một sự sợ hãi nào, sự sợ hãi do tưởng tượng mà có, hay là sự sợ hãi có một ít những cái nền tảng có thật, chúng ta đều có thể đối phó với nó được bằng cách là sống trong cái giờ phút hiện tại, bằng giới, bằng định, bằng tuệ, gieo rắc những hạt giống thương yêu, từ và bi. Thì chúng ta thấy rằng không có cái gì mà chúng ta cần phải sợ nữa, tại vì Bụt đã dạy rất rõ trong cái điều ít niệm thứ năm, chỉ có hành động của tôi là đi theo tôi, chỉ có hành động của tôi là bảo vệ được tôi. Vì vậy cho nên những cái nỗi sợ mà chúng ta đã liệt kê ra trước, sợ bơ vơ, sợ cô đơn, sợ chịu khổ không nổi, sợ đói, sợ lạnh, sợ bệnh, sợ chết, sợ già, sợ phải buông bỏ tất cả những cái gì thân thiết của mình, những cái sợ đó chỉ có thể có một cái câu trả lời thôi, và làm thế nào để cho những cái mà những cái hạt giống mà mình gieo ngày hôm nay trong giờ phút hiện tại nó trở thành là những yếu tố bảo vệ mình trong tương lai. Tại vì nghiệp của chúng ta nó đi theo chúng ta như là bóng. Chúng ta không có đợi đến chết thì nghiệp mới đi theo chúng ta. Chúng ta thực tập một ngày thôi, 24 giờ hồi thôi, có giới, có định, có tuệ, có từ và có bi, thì cái đó đã đi theo chúng ta. Chúng ta đã có. Vì vậy cho nên trong năm cái điều ước niệm mà Bụt dạy, cái điều chó nó nói chúng ta rằng chỉ có nghiệp nhân mà chúng ta gieo trồng nó đi theo chúng ta thôi, và những nghiệp nhân đó nó chín mùi thành dị thục, thì chính cái đó là cái nó bảo vệ chúng ta, và chúng ta không cần phải sợ. Đó là nói về những cái bất trắc, những sự bất trắc có thể xảy ra. Còn nói về tuệ giác thì chúng ta thấy rằng cái sợ của chúng ta nó cũng phát sinh từ vô minh, và nhiều khi, rất nhiều khi, chính những cái ý niệm của chúng ta nó làm cho chúng ta khổ. Những cái sợ của chúng ta, những đối tượng của chúng ta sợ trước hết là những ý niệm. Và vì vậy cho nên tuệ giác là sự ánh sáng nó soi vào trong những cái ý niệm đó. Thank you.
Tuệ giác nó soi sáng vào ngõ ngách của cái sợ của mình, và nó sẽ giải phóng cho mình ra khỏi cái sự sợ hãi đó. Và tôi đề nghị là mỗi chúng ta phải sử dụng cái thời giờ ngồi thiền hay là đi thiền hành của chúng ta để mà tiếp xúc với cái sợ, những cái sợ nó có thật ở trong tâm chúng ta. Những cái mà mình sợ nhất, mình lo nhất, mình phải dùng cái thời gian ngồi thiền mà quán chiếu, mà tiếp xúc. Quý vị có thể viết thành một bài, không hẳn là để cho thầy đọc hoặc là các bạn đọc, nhưng mà viết là cũng là một cách quán chiếu. Tại vì cái sợ đó nó đi theo chúng ta như những bóng ma và nó điều khiển chúng ta. Và nếu chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta phải nắm tay nó, phải nhìn nhận mặt nó, thì chúng ta mới có thể giải thoát được. Có thể là một hôm nào đó chúng ta sẽ ngồi lại với nhau, và quý vị có được một giờ hoặc hai giờ đồng hồ, và mỗi người viết một cái bài về cái sở của mình, và viết xong thì mình đọc lấy, không cần phải đưa cho thành công. Nhưng mà có cái thời gian để tập trung trước đó, thì chúng ta phải dùng cái thời gian thiền hành, thiền tọa để chúng ta để tiếp xúc với cái sở của chúng ta, đem hai cái phần của con người chúng ta là nó.